Kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị thêm cái ví phụ vào cái ví chính MetaMask. Ở đây tôi sử dụng trình duyệt web. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone thì quý vị cũng làm tương tự y như video này. Và đây là cái ví chính mà tôi đã tạo trên trình duyệt web. Thường quý vị sử dụng ví MetaMask là quý vị swap trên các sàn DEX. Và tất nhiên, quý vị cũng đã từng gặp phải những cái token scam rất chi là nhiều. Trong những trường hợp đó, thì quý vị nên sử dụng một cái ví phụ để đảm bảo an toàn cho tài khoản của quý vị. Đó. Cái ví chính của quý vị sau khi quý vị tạo xong, thì nó có 12 cái dãy ký tự. Đó là cái ví chính. Và quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật 12 cái ký tự khi quý vị cài đặt xong cái ví chính. Ok chưa? Còn cái ví phụ nó đi kèm cái ví chính, nhưng nó không quản lý bằng 12 cái ký tự, mà quý vị chỉ việc lưu lại một cái dãy ký tự đặc biệt. Ok. Rồi, bây giờ để tạo một cái ví phụ để giao dịch những cái token nó không có nguồn gốc rõ ràng mà nó đi kèm với một cái ví chính, quý vị chọn vào cái biểu tượng, rồi chọn vào tạo tài khoản. Đó, ví dụ ở đây tôi chọn là ví phụ chẳng hạn, ví phụ 2, chọn tạo. Ok, vậy là cái ví phụ đã được tạo thành công. Và đây là địa chỉ ví. Quý vị vào cái biểu tượng 3 chấm này. Quý vị chọn vào chi tiết tài khoản. Đó, nó sẽ hiện lên. Đây là cái địa chỉ ví. Và quý vị lưu lại cái dãy ký tự bằng cách vào xuất khóa riêng tư. Đó. Tôi sẽ đăng nhập vào để lấy cái khóa riêng tư của cái ví phụ này. Đó, thì quý vị sẽ thấy rằng đây là cái khóa riêng tư. Đó, khóa riêng tư của quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật. Đó, đây là cái khóa riêng tư của cái ví phụ thôi. Và quý vị hãy copy cái này, cũng như lưu lại và cất giữ cho thật cẩn thận. Ok. Và tất cả các giao dịch ví phụ nó cũng y như là quý vị giao dịch trên một cái ví chính, nhưng cái độ rủi ro khi quý vị gặp phải những cái sàn hoặc những cái token scam thì nó sẽ đỡ thiệt hơn. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.